mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần. Ngày nối dài đêm thâu phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài tâm tư này tỏ bài cùng ai. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tình. Anh à, anh có tha thứ cho em không? Em nghĩ gì vậy? Em nhìn anh đi Thảo, biết rồi còn hỏi nữa. Anh đừng giận em nữa, anh cũng đừng là, đừng có nói là không thương em nữa nha. Mấy ngày em không gặp anh, em nhớ và em đau khổ lắm. Em hứa với anh, từ nay em sẽ thật ngoan, bất cứ chuyện gì em cũng nghe lời anh hết. Và em cũng hứa em sẽ sanh đền cho anh, không phải là một đâu, mà là hai ba đứa con, đứa nào cũng bụ bẫm dễ thương á. Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ anh chỉ muốn là em ăn uống cho đàng hoàng, bồi bổ sức khỏe cho thật tốt là được rồi. Dạ, em đã nói là em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh mà. Lời của anh nói giống như là mệnh lệnh, em sẽ tuyệt đối nghe theo. Được rồi, thôi em nằm xuống ngủ đi, anh phải đến tiệm thuốc một chút. Nghe lời anh, thôi em ngủ ngoan đi, ngủ sớm thì nó mới khỏe. Trong căn phòng sang trọng này, hằng đêm anh Khải phải ngủ với Trinh Trinh sao? Thật là bất công. Căn phòng này, gia đình này, anh Khải này, vốn là của mình, là của mình mà. Má muốn hỏi về con của con đó. Dạ, Thảo ở đây, rồi lấy ai chăm sóc cho em bé? Bây giờ mình đem về nhà nuôi được không? Đúng rồi đó anh hai, cháu của em đâu rồi? Sao tới giờ anh hai còn chưa đem về cho em với má thấy mặt vậy? Cháu của con à, con của má. Con nói lung tung cái gì vậy? Cái gì mà cháu với con rồi con của má là sao? Má muốn hỏi đó là cháu của má đâu? Sao con không ẵm nó về để má thấy mặt cháu nội của má chứ? Cháu của má nó chết rồi. Hả? Con nói cái gì? Chết hả? Anh hai nói là con của anh hai chết rồi hả? Con à, má, sao lại có thể chết được? Sao má vậy bình hả tĩnh. Con? Má bình tĩnh nghe con nói nè. Lúc sinh ra nó đã bị bệnh nên chết rồi má. Và Thảo vì quá đau buồn trước cái chết của con, chính vì vậy cô ấy mới bị băng huyết. Má, tội nghiệp cháu của tôi.
Tôi còn chưa kịp nhìn mặt mà nó đã chết rồi sao? Tội nghiệp cháu nội tôi quá. Đứa con rõ ràng bị bà Thảo đem cho mà dám nói là chết rồi. Anh đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi. Bà đừng có đau buồn, không tốt cho sức khỏe đâu. Đợi sau này bà Thảo hồi phục lại, tụi con sẽ sinh đứa cháu khác cho má. Má không phải nói đến chuyện sinh đứa khác, má chỉ tội nghiệp cháu nội của má thôi. Vừa mới chào đời, má chưa kịp nhìn thấy mặt mà nó đã qua đời rồi. Con à, vậy chắc con Thảo đau lòng lắm phải không? Con chăm sóc an ủi nó thật nhiều nghe con. Dạ con biết rồi. Thôi má ăn cơm đi má. Cô ơi, nhà kia là nhà của cô Hoa đó. Nhà đó đó hả anh? Dạ. Dạ, tôi cảm ơn anh. Dạ. Có ai ở nhà không cho tôi hỏi thăm? Có ai ở nhà không làm ơn cho tôi hỏi thăm? Dạ em chào chị. Chị ơi, chị có phải là chị Hoa không ạ? Cô là Trinh Trinh đúng không? Đúng là Trinh Trinh rồi. Ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Chị biết em hả? Em với chị có quen nhau sao em không nhớ? Thôi, vô nhà đi rồi chị em mình nói chuyện nha. Dạ. Cô ngồi đi. Đúng là con của anh Khải với Dạ Thảo rồi. À, cô ngồi chơi đi, để tôi lấy nước cho cô. À, dạ thôi, em mới uống xong, em không có khát. Chị nói là chị có quen em, nhưng mà quen ở đâu, hồi nào? Chị kể cho em nghe đi, em nóng lòng quá. Cô á thì lại quen nhiều, mà lại hay tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nữa. Cô không nhớ tôi là đúng rồi. Còn tôi á thì tôi nhủ với lòng mình, cho dù hết kiếp này sang kiếp khác, tôi cũng không cho phép mình quên cô đâu. Đại ân nhân lớn nhất của gia đình tôi. Đại ân nhân? Nhà tôi á, mấy đời muốn ruộng của ông bà Phát. Tôi sống với mẹ. Chị ơi, em thấy bác ho nhiều lắm, chắc là bệnh nặng. Chị đã đưa bác đi khám ở đâu chưa? Tôi đưa mẹ tôi đi Thầy Tư mấy bữa rồi, nhưng cũng không có bớt nữa. Trời ơi, bác bệnh nặng như vậy, chị phải đưa bác đi thầy để hốt thuốc thì mới mau hết bệnh chứ chị. Nhà nghèo, chạy tiền ở đâu ra? Bữa đói bữa no mà còn phải lo tiền thuốc cho mẹ nữa, khó lắm cô ơi. Chị nè, chị cầm lấy số tiền này đi hốt thuốc cho bác uống đi. Sao được, tôi không có nhận tiền của cô đâu. Chị cứ nhận đi cho em vui. Số tiền này không đáng là bao đâu, chỉ đủ cho mẹ chị thuốc thang thôi. Nhưng không sao đâu, chị cứ nhận đi, đừng có ngại mà. Coi như là em cho chị mượn, khi nào chị có chị trả lại cho em. Dạ cảm ơn cô. Ơn nghĩa này tôi sẽ khắc ghi trong lòng và mong có ngày sẽ đền đáp. Em không có mong chị đền đáp gì đâu, em chỉ mong sao cho bác mau khỏe mạnh thôi. Bây giờ cô đã nhận ra tôi chưa? Đúng là chị thiệt rồi, em nhận ra chị thiệt rồi. À, chị ơi, cho em hỏi thăm, mẹ chị sao rồi chị? Mẹ chị có khỏe không? Mẹ đã mất được hơn 2 năm rồi em. Dạ, em xin lỗi, em không biết. Em biết không? Trước khi mất, mẹ chỉ cứ nhắc em, rồi dặn đi dặn lại với chị, nếu có dịp sẽ đền ơn em cho bằng được. Cuộc đời vô thường quá. Em xin chia buồn với gia đình, mong linh hồn của bà sớm được phiêu diêu nơi cực lạc. À, mà sao chị lại tới xứ này mà sống vậy? Từ khi mẹ chị mất,
Vợ chồng chỉ bán chiếc ghe, rồi trả lại hết ruộng cho ông bà Phát, rồi theo bạn bè lên đây, rồi khai quan lấy đất lập nghiệp, mong làm chủ lấy mình. Cuộc sống cứ tưởng đâu ổn định, nhưng nào ngờ tai họa lại bất ngờ ập đến. Là tai họa gì vậy chị? Con gái chị. Em xin lỗi chị, chị cho phép em bồng đứa bé được không? Ừ. Có thương mà thương mà. Có thương nè, thương nè. Em ngoan nè. Em bé dễ thương quá chị. Hồi nãy chị nói là con gái của chị. Con gái chị được hơn 8 tháng thì té xong mà chết. Trời, tội nghiệp chị quá. Chị đau khổ suốt nửa năm dài, cứ tưởng là sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Không ngờ đến lúc không còn hy vọng á, thì ông trời đã tặng cho chị một đứa con. Đứa con? Ý chị nói là đứa bé này. Phải rồi, đứa bé này là chị sinh được á. Em coi, tuy bị cái bớt ở trên mặt, nhưng nhìn kỹ thì cũng dễ thương, lại đẹp gái nữa. Chị cứ tưởng không có mẹ là khó nuôi, nhưng không ngờ con bé lại ngoan, dễ ăn, lại dễ ngủ. Bú xong là lăn ra ngủ ngay hả em? Không có quấy khóc tiếng nào hết á. Nhìn là em biết chị rất thương cháu. Nhưng mà... Nhưng mà sao em? Em khó mở lời quá. Thú thật, em không biết là mở lời với chị như thế nào nữa. Em đừng có ngại, có chuyện gì á thì em cứ nói đi. Em không muốn chị buồn, nhưng mà hoàn cảnh của em, em mong chị thông cảm. Em nói đi, em đừng có ngại. Em... Tắm một cái thật thoải mái, được ăn mặc tự do càng sướng hơn. Ăn mặc tự do hả? Anh nói vậy là ý gì? Em không hiểu. Em có biết không, trước mặt em anh mới được cởi trần, được ăn mặc như vậy rất dễ chịu. Ủa vậy chứ bình thường anh ăn mặc không được thoải mái hả? Lúc trước sợ má nghi ngờ, là phải ngủ chung Trinh Trinh, là phải giữ kẻ, lúc nào cũng phải kính cổng cao tường, ngột ngạt khó chịu lắm, không có thoải mái như bây giờ. Em hỏi thiệt nè, có thiệt là từ lúc đó tới bây giờ anh không có cái gì với Trinh Trinh không? Nè, em nhìn vào mắt anh rồi tự tìm câu trả lời, em có thấy được gì không? Vô lý. Sống chung trong một cái căn phòng đẹp, ngủ chung giường với một cô vợ như bông hoa, vậy mà anh không có cái gì? Bộ là thánh à? Em nói sai rồi, anh không phải là thánh. Chồng của em là một người chồng rất mực chung thủy. Mấy ngày nay ở bên anh, em cảm thấy êm đềm và hạnh phúc lắm. Nhưng mà nghĩ lại, em thấy buồn và tủi thân lắm. Sao vậy em? Má và Thiên Trang làm gì không tốt với em à? Không, nói thẳng ra là Thiên Trang nó hay nói sóc em, nhưng mà bù lại má rất là thương em, cho nên em không có buồn chuyện này. Vậy em buồn chuyện gì? Em buồn vì... Thôi em không nói đâu. Thôi. Nè, có phải ở trong phòng anh có người làm cho em mắc cỡ không, cho nên em mới không dám ôm anh? Anh này, em nói thiệt mà, em không có nói giỡn đâu. Anh nghĩ coi, mang tiếng là vợ của anh mà em chỉ gặp anh có 3 ngày, còn ban đêm thì lủi thủi một mình, gió mưa lạnh lẽo, cô đơn tủi phận.
Em nói thiệt, em không có muốn chia sẻ anh với lại Trinh Trinh một phút giây nào hết. Thảo nè, anh cũng với em thôi. Mà đôi khi có lúc ích kỷ quá, em chỉ ước... Em ước cái gì? Em ước anh có thể đuổi Trinh Trinh trước khi mà anh rước em về đây. Em à, làm như vậy tham lam quá. Ừ, em tham lam lắm. Tại vì em chỉ muốn anh là của một mình em thôi. Em ngồi chơi chút xíu đi, rồi lát nữa anh chở em đi ăn chè. Dạ. Sẵn chút em hỏi anh chuyện này luôn nha. Chuyện gì vậy? Ai mà nghe quen vậy cơ? Chị vậy anh? Ủa Trang, gặp chị em Trinh. Ở đây chị mừng quá. À, đây là... Đến gặp chưa? Vô nhà đi. Nhà đi chị. Chị Tuyết Ngân vừa quê vẫn chưa lên, chị không biết phải giải quyết đứa bé này như thế nào nữa, cho nên định tới gửi Hoài Ân rồi mới đi tìm em sao. Chị không biết là đem trả đứa bé cho ai nữa, anh Khải hay là Dạ Thảo. Chị đem đứa bé tới đây á là đúng lắm đó. Em còn đang lo không biết làm sao gặp chị trước mọi người nữa nè. Không ngờ chị lại tới đây, đúng là hên thiệt đó. Trời ơi, hai người làm ơn nhớ giùm, đây là nhà của tôi và tôi đang ngồi trước mặt hai người chứ đâu phải là không khí đâu. Có chuyện gì thì làm ơn nói đủ đầu đủ đuôi cho tôi hiểu chứ. Nó nãy giờ tôi không hiểu gì hết đó. Xin lỗi Ân, chuyện này là... Bây giờ để từ từ đi rồi em sẽ kể cho anh nghe sao. Chị Trinh từ Cà Mau mới về á, anh tốt bụng thì rót cho chị ly nước đi. Trinh ở tận Cà Mau về sao? Ừ. Thôi được rồi, để anh đi lấy nước. Đi đường dài chắc là mệt lắm hả chị? Có mệt một chút, nhưng mà không sao đâu em. Chị chỉ lo là lo cho đứa bé thôi. Mới có mười mấy ngày tuổi mà phải đi xa liên tục. Đây là con của anh Khải, là cháu của em đó. Ừ. Chị, che mặt em bé chút xíu được không? Cẩn thận nha, em cẩn thận đó. Trời, cái mặt của em bé bị gì vậy chị? Ban đầu chị thấy chị cũng giật mình như em vậy đó. Nhìn kỹ cũng bình thường thôi mà, em bé dễ thương đúng không? Thì ra lý do bà Thảo bỏ con là đây. À mà chị, sao người ta chịu trả chị đứa bé vậy? Chị lấy gì là bằng chứng là mẹ của đứa bé? Ô, trước khi chị đi, sư cô có viết cho chị một bức thư làm bằng chứng. Cho dù không có bức thư thì chị qua cũng trả đứa bé cho chị thôi. Ủa, chị dùng tiền để mua đứa bé hả? Em không nên nghĩ xấu cho người ta. Chị qua tuy quê mùa nhưng không phải là người như vậy đâu. Tuy là rất quyến luyến và yêu thương đứa bé, nhưng mà sau khi nghe chị kể sự tình, chị qua đã... Trinh à, chị đã chuẩn bị đầy đủ sữa và nước cho em bé rồi đó. Và cả mấy bộ quần áo chị vừa mới mua nữa. Nè, em cầm đi. Chị, vậy là chị chịu trả con lại cho em sao? Nhưng mà mới hôm qua chị... Hôm qua chị không đồng ý vì chị quá thương em bé. Nhưng sau một đêm suy nghĩ, chị thấy mình nên bắt chước em. Sống làm người không nên ích kỷ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đúng là người tốt nhất trên đời. Nói về làm người tốt á, thì làm sao chị tốt bằng em chứ. Trong đời lần đầu tiên chị gặp được một người nhân hậu như em đó. Sai lầm này là do chị họ của em gây ra.
Em chỉ thay chị ấy chuộc lỗi thôi chị. Chị họ của em không có lỗi gì trong chuyện này đâu. Nếu cô Thảo kia thật sự yêu con của mình, cho dù người ta có xúi giục cách mấy cũng không bao giờ đem con đi cho như vậy đâu. Em nghĩ là Thảo chỉ nông nổi nhất thời thôi. Cùng là phận gái, chị thật lòng khuyên em á, em không cần phải đem đứa bé trả lại cho dạ Thảo. Chị để ý rồi sao? Chị không đổi ý, nhưng chị muốn khuyên em một câu. Ở đời này cao thượng là tốt, nhưng em phải biết em nên cao thượng với ai, những ai không đáng để mình cao thượng. Em cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình một chút, thì em sẽ có cơ hội giành lại chồng mình với dạ Thảo. Em hiểu ý chị rồi. Nếu như bây giờ nhân cơ hội này châm dầu vô lửa kích động anh Khải, thì em có thể giành được tình cảm anh ấy. Nhưng tại sao em không làm như vậy? Như vậy có phải là dạng cả đôi đường không? Em suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần, chị Tuyết Ngân cũng khuyên em như vậy, nhưng mà em... Như sao em không làm? Vậy em nghĩ đến đứa bé chị à, nó có tội tình gì mà phải gánh lấy oan nghiệt của người lớn gây ra. Em thật không đành lòng khi hình dung đến cảnh mẫu tử phân liệt, cốt nhục chia ly. Nghĩ đến nỗi khổ của anh Khải ngày đêm lo lắng, thương nhớ đứa con lưu lạc, mà thấy mình có lỗi thật nhiều. Chị cũng muốn tốt cho em thôi, nhưng nếu em đã quyết thì chị trả đứa bé lại cho em. Cô Trinh ơi, về thôi nước rồng, bơi mệt lắm đó. Dạ. Em đi nha chị. Em về nha chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện là như vậy đó. À, cũng hên á, là chị tốt bụng đó, chứ không thôi thì cháu của em lưu lạc phương xa ở đâu luôn rồi. Tội nghiệp cho cháu của tôi quá. Mai mốt con lớn lên á, còn phải nhớ ơn má Trinh Trinh nha. Nghe em nói tiếng má mà chị sướng rơn cả bụng mà. Mà em à, mình mau bàn đi, kiếm cách nào để trả con lại bây giờ, hay là trả con cho dạ Thảo đi. Không trả cho ai hết đó. Không trả cho ai hết? Ừ, bởi vì hai người đó đều rất là vô trách nhiệm. Trước mặt má mà dám trù ẻo là con mình đã chết rồi chứ. Trời ơi, tại sao lại nói xui xẻo như vậy? Bà Thảo đã ích kỷ rồi, không nói đi. Còn hai á, vì bao che bả và vô trách nhiệm với con mình. Ô ô. Chị, em muốn dạy cho hai người đó một bài học. Thiên Trang lại muốn dạy cho em một bài học gì? Nói cho anh nghe đi. Là ai thì kệ em, không phải anh được rồi. Chị, em mới vừa nghĩ ra một cách hay lắm. Hai người có chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe đi, coi là chuyện gì tôi có giúp được hay không. Anh muốn giúp một tay thiệt không? Thiệt chứ. Bất chấp hậu quả nha. Vì hai người á, hậu quả nào tôi cũng bất chấp hết. Cái này anh nói nha, em không có ép à. Vậy bây giờ anh giữ em bé giúp em hết ngày hôm nay đi. Trinh à, con nít nó vô tội phải không con? Người lớn làm sai thì quả báo cho người lớn, sao lại bắt cháu nội của má phải chịu chứ? Không sao đâu, nhất định má sẽ gặp lại cháu nội của má mà. Con nói cái gì vậy chứ? Chết rồi thì làm sao mà gặp được hả con? À, ý con là dạ Thảo còn trẻ, sớm muộn gì cũng sanh cho má một đứa cháu nội khác mà. Má đừng buồn nữa.
Đứa cháu nào thì cũng có số phận riêng của nó. Biểu má không buồn sao được chứ. Má nhìn chị Trinh. Trang. Chị ơi, chị em đi nước với cái muỗng. Em bé sắp chết khát rồi. Cái gì vậy con? Chuyện gì sao hất hơ hất hải vậy nè? Má, má khoan hỏi đi. Sao không đi học mà về rồi bế con của ai đây? Má khoan hỏi đã. Em bé sắp chết khát rồi má. Má phụ tụi con cho em bé uống nước đi đã. Nè 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 nè, cho nó uống nước đi. Nè. À. Ờ. Chị để em làm cho. Ờ. Không được rồi, đưa đây cho má. Con cho em uống vậy là em sẽ sặc nè. Đây, cứ từ từ, từ từ con. À, uống đi con. Giỏi quá. Má hay quá à. Đút muỗng nào em bé đút hết muỗng đó, không như tụi con. Đút vô bao nhiêu là em bé phun ra hết bấy nhiêu. Con nít còn nhỏ như vậy chưa có biết uống bằng muỗng đâu, mà nó chỉ biết uống bằng bình thôi. Cho nên khi cho em bé uống nước, các con phải lấy cái muỗng đè lên cái lưỡi của bé nè. Đó, đợi em bé uống hết nước rồi thì hãy lấy cái muỗng ra. Con vậy thì nó mới không bị trào nước ra ngoài. Má đúng là kinh nghiệm đầy người. Nuôi anh em bày tòng ngồng như vậy rồi, chẳng lẽ má không biết gì hết sao? Ủa, nhưng mà con ai con đem về đây? Em bé này con lượm ở ngoài gốc cây á má. Cái gì? Con nói lượm đứa nhỏ ngoài gốc cây hả? Dạ. Trời đất, ở dưới gốc cây á trời nắng chang chang luôn á. Lúc con tới á, thấy em bé đang khóc khô cổ họng mà còn bị mấy con kiến á bu quanh người nữa má. Trời đất ơi, đưa đây má coi. Tội quá, nỡ bỏ con. Ai mà thất nhân ác đức quá vậy không biết nữa. Có chút xíu vậy thôi mà bị bỏ gốc cây hả con? Lỡ không ai nhìn thấy, chuột bỏ rắn rít cắn rồi sao? Hả? Chắc là gì? Tại má nó thấy nó không bình thường cho nên mới đem bỏ nó đó má. Má nhìn trên mặt em bé nè, có cái bớt lớn lắm đó. Bớt gì thì bớt, cũng là con mình sanh ra, sao lại bỏ nó chứ? Nó có cùi đuôi sức mẻ gì đâu. Bà thương, bà thương. Thú dữ còn không nỡ ăn thịt con mà. Cha mẹ nào mà nhẫn tâm như vậy chứ. Làm mẹ mà như vậy sớm muộn gì cũng bị trời quả báo thôi à. Thương con, thương con nghe. Bà thương. Má, má nói vậy á, lỡ như hồi đó má sinh con ra mà con bị giống vậy á, má có thương con không? Hay là má đem bỏ con hay cho người khác má? Hỏi cái gì vậy không biết. Má sanh con ra xấu xí rồi nào mà bỏ chứ. Thì con chỉ ví dụ vậy thôi á. Con ăn nói kỳ cục quá đi. Con mình sanh ra sao mà đem cho người ta được. Nói dại, nếu như con sanh ra xấu xí tật nguyền, phận làm mẹ phải thương nó nhiều hơn chứ, phải bù đắp cho nó nhiều hơn mới phải chứ hả con? Thương quá. Nghe má nói vậy á là con yên tâm rồi má. Con nói yên tâm là yên tâm chuyện gì chứ? Dạ, yên tâm để nhận đứa bé này là con nuôi của con. Hả? Cái gì? Con nuôi là sao? Dạ tức là thì con lượm được em bé này rồi về làm con, tức là con nuôi chứ không phải con ruột, má hiểu không? Trời đất, ai nuôi? Dạ con với chị hai. Con sẽ là má của đứa bé này. Không được. Trời ơi, sống được má. Hồi nãy má mới nói mà, con mình sinh ra mà lỡ có xấu xí hay tật nguyền, mình phải thương nó nhiều hơn chứ. Con chỉ làm theo lời má thôi mà. Con sao vậy? Má nói là con của mình sanh ra, chứ có nói là con của người ta đâu con. Bà thương. Má, nhưng mà đứa bé này tội nghiệp lắm má ơi. Hay là mình nhận nuôi rồi chăm sóc cho nó đi. Má à, má nhìn em bé đi. Em bé dễ thương lắm. Má à, má nhận lời cho con nuôi em bé đi má. Má nhận lời đi má. Con thấy em bé tội nghiệp quá à má ơi. Trời, em bé nó bị má nó bỏ một lần rồi, không lẽ bây giờ mình nhẫn tâm đến nỗi mà bỏ nó ở gốc cây thêm một lần nữa hả má? Nhưng nuôi một đứa nhỏ không hề đơn giản như các con nghĩ đâu. Khổ trăm bề đó con à. Má à, nếu má nhận lời cho tụi con nuôi đứa bé
Con hứa với má, con sẽ lo chu toàn, không có cực khổ gì hết đó má. À, con cũng hứa là sẽ không ăn chơi lưu lỏng gì nữa hết. Học xong về con sẽ về nhà phụ chị Trinh chăm sóc em bé liền nha má. Má. À, con à, lời hứa của con má không dám tin đâu. Má ơi, rồi bây giờ nếu má không tin, má cho con một tuần. Một tuần thôi má. Nếu như con với chị Trinh một tuần sau mà không lo được cho em bé thì lúc đó mình đem gửi chùa luôn cũng còn kịp mà má. Má, má nhận lời đi má. Đúng rồi má ơi, con năn nỉ má đó. Nếu như mà má không cho con nuôi em bé này á là má phải hối hận suốt đời đó. Sao mà phải hối hận chứ? Ờ, thì trời, má tội nghiệp lắm má. Nếu mà má ơi, cho đi mà em bé tội nghiệp lắm. Thôi, cứ vậy đi. Má sẽ cho tụi con nuôi, nhưng mà chỉ thử một tuần thôi nghe. Dạ. Nếu khó khăn quá thì phải đem gửi về nhà chùa nhờ người ta nuôi. Dạ đó. Được má, sao cũng được hết đó má. Con cảm ơn má. Cho con ấm đi má. Thích thương quá. Chị đã ở tôi nha. Đang yên ổn, tự dưng rồi lượm đứa nhỏ về đòi nuôi, đòi làm mẹ. Tụi con khó hiểu thiệt đó. Để má chống mắt lên coi tụi con làm sao cho biết nghe. Má chỉ cho nuôi thử có một tuần thôi à? Không sao đâu chị, một tuần á là đủ để má thương em bé rồi. Chị đừng quên, máu chảy ruột mềm mà. Dù sao em bé này cũng là con của anh hai, là cháu nội của má mà. Mong là bà nội sẽ thương con, con gái tội nghiệp của má. Sanh được một đứa giống như vậy. Trinh, sao không mua áo cho tôi? Chiều nay tôi đi dự tiệc. Dạ. Nè. Dạ. Chuyện này là sao? Tại sao trong nhà có nhiều quần áo trẻ con như vậy? Dạ, em cũng định thưa với anh, nhưng vì hôm qua anh về trễ quá cho nên là em không dám làm phiền. Nhà mình có thêm người anh à. Thêm người? Thêm người là sao? Dạ, em vừa mới sinh một đứa con nuôi. Quần áo này là của con đó anh. Sinh con nuôi? Dạ phải. Để tiền, bị ổi. Tôi đã lạnh cô nữa. Thật không ngờ đằng sau cái vẻ đẹp của cô là một trái tim độc ác xấu xa. Cô tưởng cô làm như vậy là có thể trả thù được tôi sao? Anh nói gì? Em không hiểu. Em trả thù anh khi nào? Mà tại sao em phải trả thù? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có tưởng là tôi không nhìn ra cái tâm địa xấu xa của cô. Nghe má tôi kể, nhà Thảo sinh con bị mất lâm bệnh, được tôi đem về đây chăm sóc. Cô vừa hờn ghen nên lòng cô mới sinh ra ích kỷ. Cô hả hê trước cái chết của con tôi chưa đủ hay sao? Cô định tra tấn tinh thần tôi bằng cách đem về một đứa con khác hay sao? Cô định đem tiếng khóc của nó ám ảnh tôi để cho tôi ghét nhà Thảo đúng không? Em chưa bao giờ có suy nghĩ cô đâu. Cô có. Cô câm miệng đi, đừng có cãi. Đồ đàn bà độc ác, lăng loàn. Tôi ra lệnh cho cô, từ bây giờ cho tới chiều
đưa đứa bé ra khỏi căn nhà này. Khuất mặt tôi. Đừng anh ơi, em xin anh đừng đuổi đứa bé đi. Nó em xin anh đừng đuổi đứa bé đi. Tôi nói một là một, hai là hai, đem nó ra khỏi nhà tôi. Anh uống miếng nước cho hạ quả. Anh nè, anh đừng giận nữa mà. Anh quay qua nhìn coi em mặc bộ đồ này có đẹp không. Trời, sao em lại mặc phong phanh như vậy? Em vẫn còn non tháng non ngày mà. Anh đó, mấy lời nhăn nhó như vậy nè, anh để dành cho má em. Với lại mấy cái bà già cổ lũ sĩ nói đi. Gì mà la em hoài. Công việc của anh bây giờ là kê một đơn thuốc, làm sao cho em uống vô em lấy lại vóc dáng càng nhanh càng tốt. Chứ cái bụng em bây giờ mự hơn ngày xưa 10 phân luôn. Anh biết không, hôm qua nè, con Thúy nó qua nó thăm em, cái nó chọc em mập như một con heo. Không có cái thuốc nào mà làm cho bụng em nhỏ lại. Chỉ có một cách nhanh nhất là nghe lời anh, chịu khó nằm than, lấy giải quấn bụng lại. Em vẫn nghe lời anh, vẫn nằm than, vẫn lấy giải quấn bụng. Nhưng mà em có thấy nó ốm được miếng nào đâu. Anh, em sợ lắm. Liệu là cái bụng của em nó có nhỏ lại giống như hồi đó không? Đã có chồng có con rồi thì làm sao mà như cái hồi con gái được. Em bận tâm chuyện này làm cái gì? Anh có chê em tiếng nào đâu. Em đâu có lo anh chê em đâu. Em chỉ lo mày mốt cứng cáp, rồi cái em không có mặc đồ đẹp, rồi cái em không có đi nhảy đầm được thôi. Cái gì? Em nói cái gì? Nhảy đầm? Ôi, bây giờ nhảy đầm là một cái mốt trong giới thượng lưu đang rất là nở rộ. Cho nên là anh phải đi nhảy đầm, anh phải học nhảy đầm cho biết với người ta. Để lỡ mai mốt bạn bè em mở tiệc ha, em dắt anh tới mà anh không biết nhảy á, xấu hổ lắm. Sao ạ? Thôi mệt quá. Cái chuyện đó để mai mốt em cứng cáp rồi mình bàn cũng được. Bây giờ nè, anh, bây giờ anh kể cho em nghe nỗi buồn của anh đi. Lúc nào muốn kể, nhưng mà em làm cho anh mất hứng, hết muốn kể rồi. Thôi mà, đừng có chù ủ cái mặt với em như vậy nữa. Anh kể cho em nghe đi. Sao anh quạo? Hả? Ai chọc anh? Em đó. Sao tự nhiên lại là em? Chứ sao không phải tại em. Mới sanh xong, em biết không thể cho anh, mà còn ăn mặc phong phanh, xức nước hoa thơm lừng như vậy nữa. Hỏi sao người ta không quạo. Không cho anh chuyện đó, nhưng mà em cho anh chuyện khác được không? Chuyện gì? Lại đấy. Sao? Được chưa? Không có giận em nữa nghe. Biết rồi. Tội nghiệp con quá. Còn con ngủ sai, không biết mới 15 ngày mà đã phải trải qua biết bao sóng gió. Bị cho đi bởi mẹ ruột của mình, bây giờ lại bị ba và bà nội không nhìn nhận. Cuộc đời con rồi sẽ ra sao đây? Ủa, chị Trinh, chị ẵm bé ra đây chơi hả? Ừ, nhớ không con? Thích thương quá. Ừ. À, ủa, chị có chuyện gì hả? Trang à, má biểu chị ẵm đứa bé này vô chùa. Chị không biết quyết định sao, nên ẵm đứa bé ngồi đây đợi em về hỏi ý kiến của em nè. Ủa, má đã chấp nhận cho mình nuôi em bé trong một tuần rồi mà. Sao mới có ngày má đã thay đổi nhanh vậy? Sự này má đâu có vậy đâu. Chị, ngồi đây chờ em chút nha. Em phải vô hỏi má cho la lẽ mới nè, được. Đừng làm má khó xử. Thật ra đây là ý kiến của anh Khải. Anh hiểu lầm, tưởng chị đem đứa bé này về để trả thù chuyện ảnh vừa mất đứa con. Nên ảnh sao? Ờ,
hay là anh đánh chị đúng không? Không phải, anh chỉ giận dữ bắt chị đem trả đứa bé này thôi. Chị khỏi giấu em, anh hai này thiệt tình á, yêu bà Thảo tới mù quáng luôn rồi, không có còn phân biệt được ai tốt ai xấu nữa hết. Chị đã vất vả lặn lội xuống tận dưới Cà Mau kiếm con về cho ảnh, vậy mà ảnh còn không biết ơn nữa. Trang à, em đừng trách ảnh, tại ảnh không biết nội tình. Chứ ảnh không phải là người hồ đồ vô ơn như em nói đâu. Chị lúc nào cũng chưa biết bên ảnh, lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình hết, cứ để ảnh trèo lên đầu chị ngồi như vậy. Là chồng thôi mà, có gì đâu chị sợ như vậy. Tình cảnh của chị em biết rõ rồi mà, chị không trọn vẹn làm sao có tiếng nói trước chồng. Không trọn vẹn thì sao chị? Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, vì tình nghĩa, vì nhiều thứ khác nữa, chứ đâu phải vì cái chữ trinh vậy đâu. Chị đừng có nên vì chuyện này mà mặc cảm, đánh mất bản thân mình, để anh hai em coi thường chị vậy. Thôi, đi tranh cãi đề tài này nữa. Chị muốn hỏi em là tìm cách nào để giải quyết em đẹp cho đứa bé nè. Chắc chắn là mình không thể gửi nó vô chùa một lần nữa. À, hay là mình tìm cách gửi lại cho Dạ Thảo nha. Trả cho bà Thảo hả? Ừ. Chị có chắc á, là người mẹ vô lương tâm đó không có đem cho con mình lần nữa không vậy? Vậy thì hay là mình nói thật cho anh Khải biết, để anh khỏi dẫn đứa bé vô chùa. Nói thật cho anh hai biết á, dĩ nhiên là phải nói rồi, nhưng mà không phải bây giờ chị. Em muốn á, anh hai phải hiểu được chị, phải biết á, chị là người nhân hậu cao thượng biết dường nào. Chị đã tốn biết bao nhiêu công sức mới giúp cha con ảnh gặp lại nhau nữa, đâu thể nào nói là nói một cách dễ dàng như vậy được. Chị không cần anh Khải phải biết những chuyện này đâu. Hai đứa con làm cái gì mà rù rì tâm sự với nhau vậy? Rồi chuyện gì mà giấu thằng Khải chứ? Dạ. Còn con nữa, má đã nói với con là đem vào chùa cho người ta rồi, sao con còn giữ ở đây? Dạ. Thằng Khải nó sắp về rồi đó, con để bé ở nhà là sùm nữa con. Còn con Trang, đi học về sao chưa chịu thay đồ hả con? Dạ. Dạ. Ủa, sao mà còn chần chờ đó nữa con? Đi lẹ lên đi con. Dạ. Đi. Má. Bây giờ thôi. Cái gì nữa? Má không thể nào kêu chị Trinh ẵm đứa bé này đi được đâu. Sao lại không? Thôi bây giờ con nói chuyện này cho má luôn, nhưng mà má hứa với con là phải bình tĩnh đó nha. Chuyện gì mà bình tĩnh hay không bình tĩnh chứ? Đứa bé này á, chính là con của anh hai, là cháu nội của má đó. Đưa má coi. Đúng rồi, con của anh hai với lại bà Thảo. Đứa con mà hai người đó nói dối với má là đã chết rồi đó. Trời ơi. Nó... Nhưng mà má không thấy là cô ta quá đáng sao? Con nói quá đáng ở chỗ nào chứ? Con vừa bị mất một đứa con, nỗi đau của con chưa hết, vậy mà cô ấy đem một đứa bé về nuôi. Chẳng chắc nào cô ấy khiêu khích hành hạ con sao? Mà cho dù người ta có trả lại, em cũng không có nhận. Không nhận? Tại sao vậy? Anh Khải đã không còn quan tâm đến từ khi bước chân qua. Em còn tìm kiếm để làm gì? Đời người không phải tại vì anh tham vào anh lấy Trinh Trinh thì tôi đâu có phải đem con tôi đi cho. Cùng xét về lương tâm, anh mới là người đánh mất. Ngay từ đầu anh là người phản bội tôi rồi mà. Đi đi. Quang Huy thích dài em thâu, Phật chị đó anh Quyên thích em hả? Không có đâu, anh Quyên thích chị yêu thì có. Trời ơi, tôi già lắm rồi, sao mà thích tôi được chứ? Anh ta chỉ giả bộ làm thân thiết với chị để mà làm thân với em thôi. Anh muốn em nói thật với anh, em được bé Thiên Phúc ở đâu vậy? Tự nhiên anh hỏi em chuyện này là gì vậy? Bởi vì Thiên Phúc nó là con của anh. Cái gì con của anh hai? Còn lâu quá. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng, đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tư.
Diêm Vương xử án đã quay trở lại. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tây Mục Khánh tái thế ở thế kỷ 21? Tiền Diệu sẽ đem về lo hết cho Hoàng Lưu Hồng, muốn cái gì cũng được. Bây giờ nè, kiss vì đầu phố đó mà. Xin con đó con, đừng có giành vợ của bác. Nhiều đâu có nhiều đâu, 100 triệu à. Sao tự nhiên cảm thấy yêu quá à? Yêu tôi đây nè, cái bộ đồ này nè, Hoàng mua cho tôi. Bao nhiêu tiền bạc tài sản tôi rút từ Hoàng hết rồi. Con trai, con trai mà đi quen với bà già. Biến thái. Hoàng, ông trốn tôi, tôi đi kiếm ông mấy ngày nay luôn, không ngờ ông tới nhà bà ngoại. Cái gì vậy? Con anh đòi ăn bánh kem. Vẫy tay, vẫy tay chào nhau. Một lần đầu và một lần cuối. Dạ. Nhưng mà cái tội lớn nhất không phải của con đâu. Ai? Của mấy thằng cha chồng. Diêm Vương sẽ làm gì với vụ án này? Đón xem Diêm Vương xử án Tình Lừa, phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 28 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.